Thưa quý vị, cùng với chính sách đi lại thông thoáng giữa các quốc gia, năm 2023 được dự báo sẽ là năm phục hồi mạnh mẽ của du lịch quốc tế. Trong đó, Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng vẫn được xem là một trong những điểm đến đầy sức hút. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo về chất lượng, dịch vụ, sản phẩm du lịch, khách du lịch quốc tế có dịp trải nghiệm tham quan, nghỉ dưỡng tại thành phố Đà Nẵng đều có mong muốn được quay trở lại thêm nhiều lần nữa. So this is my first trip of the year. Đây là chuyến du lịch đầu tiên trong năm nay của tôi và tôi rất vui vì chọn Đà Nẵng, Việt Nam. Tôi mong rằng sẽ được quay trở lại đây cùng với gia đình của mình trong thời gian đến. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm 2023 đạt trên 870.000 lượt, tăng hơn 23% so với tháng 12 của năm ngoái. Năm 2023 được các chuyên gia dự báo sẽ chứng kiến sự tăng trưởng mạnh về nhu cầu du lịch quốc tế. Du lịch Việt Nam cũng sẽ không nằm ngoài xu thế này. Ngành du lịch đã sớm có sự chuẩn bị nhằm tiếp cận và khai thác hiệu quả các thị trường khách. Tập trung khai thác vào những thị trường mới và có khả năng tăng trưởng cao, đặc biệt là thị trường Ấn Độ và thị trường Trung Đông. Và thứ ba nữa là xúc tiến quảng bá và khai thác tốt các thị trường ở Tây Âu, Bắc Mỹ, Úc, New Zealand là những thị trường truyền thống của chúng ta. Ấn Độ, Trung Đông, khu vực Đông Bắc Á, Đông Nam Á và châu Âu, Úc cũng là những thị trường trọng điểm mà thành phố Đà Nẵng hướng đến khai thác trong năm nay. Để thu hút hiệu quả khách quốc tế, bên cạnh đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá, thành phố cũng chú trọng việc nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Ngành du lịch vẫn tiếp tục triển khai một cái nội dung rất là quan trọng, đó là đảm bảo cái vấn đề môi trường, an ninh, an toàn, hấp dẫn của điểm đến. Bên cạnh đó thì tiếp tục triển khai các cái nội dung cụ thể trong các cái đề án đã được Ủy ban nhân thành phố phê duyệt, như là đề án phát triển du lịch cộng đồng Nam Mô, đề án phát triển du lịch cộng đồng Hòa Vang, Mân Thái và một số những cái sản phẩm du lịch của thành phố Đà Nẵng như là tuyến phố đêm Bạch Đằng, cầu Nguyễn Văn Trỗi, cũng như là triển khai các cái hoạt động, các cái sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh của thành phố. Với những bước đi linh hoạt cùng sự chuẩn bị chu đáo, du lịch Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng hứa hẹn sẽ có nhiều bứt phá cả về lượng khách quốc tế và doanh thu trong năm nay.